Ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt bản án sơ thẩm vụ án giết người hiếp dâm, cướp tài sản do bị cáo Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi thực hiện. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kẻ giết người phân xác cô gái 25 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh xin được sống. Nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Ninh Bình kể giây phút chạy thoát thân. Cản trở thi công đường điện 500kV Bắc Nam, một phụ nữ bị khởi tố bắt tạm giam. Người đàn ông Hàn Quốc lao vào cứu hai người mắc kẹt trong xe Volvo. Kẻ giết người phân xác cô gái 25 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh xin được sống. Ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt bản án sơ thẩm vụ án giết người hiếp dâm, cướp tài sản do bị cáo Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi thực hiện. Khoa là hung thủ sát hại và phân xác chị Vi Thị Thống, 25 tuổi, vào ngày 8 tháng 2, nhằm 29 Tết Giáp Thìn 2024 ở thành phố Thủ Đức. Trước đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Khoa mức án tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội hiếp dâm, 9 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình. Về dân sự, tòa buộc bị cáo Khoa bồi thường cho gia đình bị hại 500 triệu đồng và hoàn trả cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hơn 20 triệu đồng. Cho rằng phán quyết trên là nghiêm khắc, bị cáo Khoa kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong có cơ hội được sống. Theo hồ sơ vụ án, Khoa và nạn nhân ở cùng khu nhà trọ trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Phòng của Khoa ở dãy đối diện với phòng dị thống. Chiều ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết Giáp Thìn 2024, Khoa thấy chị Thống ở một mình trong phòng, chuẩn bị đồ về quê. Khoa giả vờ nhờ chị Thống qua phòng phụ chuyển tủ quần áo, sau đó đóng cửa, dùng dao uy hiếp. Lúc này, những người khác trong khu trọ đã về quê ăn Tết. Nạn nhân van xin, nhưng Khoa dùng dao đâm chị Thống rồi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Sau đó, anh ta lấy tài sản của chị Thống, bán được hơn 19 triệu đồng. Để che giấu hành vi phạm tội, Khoa phân xác chị Thống và cho vào các túi ni lông, ném xuống mép kênh ven đường đi vào khu công nghệ cao. Ngày 9 tháng 2, chị gái của nạn nhân tới phòng trọ tìm em nhưng không thấy nên trình báo công an. Nhà chức trách vào cuộc, ngày 13 tháng 2, Khoa bị bắt giữ. Nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Ninh Bình kể giây phút chạy thoát thân. Chiều ngày 9 tháng 8, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục khám nghiệm hiện trường. Điều tra nguyên nhân vụ sập nhà xưởng sản xuất bao bì tại thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư khiến hai người tử vong, một người bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều công nhân làm việc tại xưởng sản xuất đã may mắn thoát chết, vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Nguyễn Xuân Thủy, công nhân xưởng sản xuất bao bì kể, buổi sáng cùng ngày anh đến xưởng làm việc. Thấy nhóm thợ xây sửa chữa bức tường bao của nhà xưởng, mọi người đã khuyên cẩn trọng vì tường quá cũ, rất dễ đổ sập. Theo anh Thủy, khu nhà xưởng trước kia là kho dự trữ của nhà nước, những năm gần đây được ông chủ xưởng thuê lại để sản xuất bao bì. Anh cùng nhiều người được thuê làm việc ở đây thời gian qua. Gần đây nhà xưởng xuống cấp, mưa dột nên đơn vị tiến hành sửa chữa, cải tạo lại, tránh hư hại đến máy móc, thiết bị sản xuất và nguyên liệu. Sau khi thay thế hệ thống mái ngói bằng mái tôn, nhóm thợ xây, người địa phương được thuê đến làm việc để sửa chữa bức tường. Sáng cùng ngày, tôi cùng nhóm công nhân làm máy đến xưởng làm. Lúc này cũng có hai người thợ xây đến thực hiện việc sửa chữa tường bao. Trong lúc thợ chính đập bức tường cũ, bất ngờ cả dãy tường cao khoảng 4 mét, dài hơn chục mét cùng hệ thống dầm và mái nhà đổ sập xuống, anh Thủy nói. Người công nhân kể tiếp, thời điểm tường và mái nhà đổ ập xuống đã phát ra tiếng động lớn. Anh cùng mọi người đứng cách đó không xa nhanh chóng tìm các lối ra để thoát khỏi khu vực nguy hiểm, mọi người chạy toán loạn thoát ra bên ngoài. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cản trở thi công đường điện 500kV Bắc Nam, một phụ nữ bị khởi tố bắt tạm giam. Ngày 9 tháng 8, Công an thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1975 về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 7, tại công trường thi công cột VT63 đường điện 500kV Bắc Nam, mạch 3 thuộc địa bàn của Hợp Nhất, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn đi qua phần đất nông nghiệp của gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết đã được đơn vị thi công, hợp đồng mượn đất cho đến khi thi công xong
đã xảy ra vụ chống người thi hành công vụ. Tại đây, Nguyễn Thị Tuyết đã cùng em gái là Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1978, mang xô, chậu, đựng chất bẩn, ngồi ngay giữa đường, cản trở không cho công nhân lên vị trí chân cột VT63 để thi công. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Nghi Sơn và chính quyền địa phương đã cử một tổ công tác đến vận động, tuyên truyền, giải thích đây là công trình trọng điểm quốc gia, phải đảm bảo thi hành thi công đúng tiến độ. Nhưng Nguyễn Thị Tuyết không những không chấp nhận mà còn chửi bới và dùng nước trong xô có mắm tôm hất vào người đồng chí trưởng công an xã Phú Lâm và trưởng công an xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, làm ướt bẩn quần áo của công an nhân dân với hai đồng chí này. Tổ công tác vẫn đã tiếp tục kiên trì vận động, tuyên truyền, giải thích, nhưng đối tượng vẫn không chấp hành mà tiếp tục chửi bới và có hành vi chống đối, buộc tổ công tác phải khống chế, bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở công an xã Phú Lâm. Được biết, trong quá trình giải phóng mặt bằng thi công cột VT63, đường điện 500kV Bắc Nam, mạch 3 thuộc địa bàn thôn Hợp Nhất, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, đi qua phần đất nông nghiệp của gia đình Nguyễn Thị Tuyết, đối tượng này đã nhận tiền đền bù của nhà nước với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị thi công cũng đã chi trả hơn 400 triệu đồng cho Nguyễn Thị Tuyết, bao gồm tiền mở rộng đường, tiền thuê tập kết vật liệu. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Tuyết vẫn đưa ra nhiều yêu sách quá mức để ép đơn vị thi công phải chi tiền và liên tục gây cản trở thi công công trình, làm cho công trình bị chậm tiến độ và thay đổi phương án thi công, gây ra nhiều nguy hiểm cho công nhân. Chính quyền công an địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, giải thích nhưng Nguyễn Thị Tuyết không nghe, đưa ra nhiều yêu sách mà đơn vị thi công không thể đáp ứng được. Người đàn ông Hàn Quốc lao vào cứu hai người mắc kẹt trong xe Volvo. Ngày 9 tháng 8, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo tìm nhóm người hùng tham gia cứu nạn nhân vụ tai nạn xe tải tông liên hoàn 7 ô tô xảy ra ở dốc cầu Phú Mỹ vào chiều ngày 8 tháng 8. Qua xác minh, anh Lee Gung-ho, 44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, không chỉ là nạn nhân trong vụ tông xe liên hoàn trên mà còn tham gia cứu người gặp nạn trong chiếc Volvo bị biến dạng. Theo chia sẻ của anh Lee Gung-ho, chiều ngày 8 tháng 8, anh cùng các nhân viên của công ty đi trên xe Toyota Fortuner màu trắng để về Đồng Nai công tác. Khi xe vừa đổ dốc cầu Phú Mỹ thì gặp nạn. Xe tải chạy phía sau mất thắng nên tông đẩy xe của tôi về phía trước một đoạn. Lúc đó tôi hoảng sợ lắm. Tuy nhiên khi vừa rời khỏi xe của mình, tôi thấy phía sau là chiếc Volvo bị biến dạng, bên trong có người mắc kẹt đang kêu cứu. Anh Lee Gung-ho kể, theo người đàn ông Hàn Quốc, mặc dù rất sợ hãi, nhưng khi chứng kiến người khác mắc kẹt trong lúc ngọn lửa đang lan tới, anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà quyết lao đến để tìm cách ứng cứu. Trên xe Volvo có hai người mắc kẹt, gồm tài xế và một người đàn ông ngồi phía sau. Anh Lee Gung-ho cùng một số người khác phá cửa xe, cứu người đàn ông ra ngoài trước khi ngọn lửa lan tới. Anh cho biết rất vui khi mọi người đều thoát nạn an toàn. Bản thân anh đã ở Việt Nam 7 năm và lấy vợ người Việt. Tôi nghĩ về người vợ đang mang thai của mình, với việc cứu người, tôi cũng mong để lại phước đức cho bé con sắp chào đời, anh chia sẻ. Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, vụ tai nạn khiến 3 ô tô cháy tại hiện trường, lực lượng chức năng đã dập lửa hoàn toàn lúc 16 giờ 10 phút. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định xe tải chở thức ăn cho tôm do tài xế Trịnh Tiến Dũng điều khiển bị hỏng hệ thống phanh khi đổ dốc cầu Phú Mỹ nên gây ra tai nạn liên hoàn. 3 người bị bắt với cáo buộc mua bán hóa đơn khống 11.000 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 8, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã triệt phá thành công chuyên án 2403M. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Nhóm bị bắt giữ gồm Phạm Việt Cường, 47 tuổi, Vũ Thị Loan, 43 tuổi và Trần Thị Liên Chi, 47 tuổi. Theo cơ quan điều tra, những người này dùng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp ma, sau đó mua bán hóa đơn lỏng vòng. Từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, có trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn được thành lập để mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó có 10 công ty không có hóa đơn giá trị gia tăng mua vào, nhưng xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán khống. Tổng giá trị ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng khoảng 11.300 tỷ đồng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh. Từ tháng 9 năm 2023 đến nay, nhiều công ty do Phạm Việt Cường giữ chức vụ phó giám đốc không kinh doanh, song lại mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2 trên 40 công ty ma. Chủ yếu là hóa đơn vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.
Cương đã mua bản hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một người đàn ông khác với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau khi mua bán hóa đơn khống, Cương bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi 5-7% trên tổng giá trị hóa đơn, chưa bao gồm thuế VAT. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vũ Thị Loan, kế toán của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác và Thương mại Tân Lang, trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi đã giúp Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống và nhận chuyển tiền qua tài khoản của hai công ty trên và của Loan. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục các hoạt động điều tra mở rộng chuyên án. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.